Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh. Bán hết bình đẹp rồi, giờ sang bình xấu bác nhé. Bình xấu thì vẫn giữ nhiệt tốt các bác nhé, không phải là bình xấu nó bình không giữ nhiệt được. Cái nào không giữ nhiệt được em đã bán là hàng không giữ nhiệt rồi các bác nhé. Còn cái này bác nào có nhu cầu giá nó rẻ lại, bác có thể mua những cái bình này về sử dụng, vẫn sử dụng bình thường. Thì cái này em đã bỏ đá nó từ sáng ngày hôm qua các bác nhé, lưu ý cho em là sáng ngày hôm qua chứ không phải chiều, sáng hôm qua đấy. À xin lỗi các bác, chiều ngày hôm qua. Hôm qua em đi mua đồ ăn, lúc đó về tầm trong khoảng 3 giờ chiều rồi đó. Đấy, em bỏ lúc đó đến bây giờ đấy. Bình thường là em hay test đá là khoảng 8 tiếng đấy. Nhưng mà đây là nó vượt quá 8 tiếng rồi, quá lâu rồi đấy. Thì trong số đó cái bình đầu tiên nhá, bình đầu tiên thì hôm trước thì có bác bảo dặn lại cái bình này nhưng mà hôm qua bác bảo là chắc ăn lộn, thì em lại đang bán bác nhá. Bình này của Themot nhá. Đấy, về cơ bản thì nó còn khá là ok, tem nó còn tròn đấy, thì nó hơi có một chút móc nhẹ bên ngoài nhá. Cái loại này thì bác yên tâm, loại này nó làm rất là dày, nó cực kỳ dày luôn. Phần cách chân không của nó cách xa với cái vỏ này rất là nhiều nhá. Bình thường như cái bình nhỏ thì cái đến cái tầm này thì nó sẽ phát nhiệt ra rồi, phát nhiệt ra đây, nhưng mà con này thì không có nhá, tại vì nó cách vần bên trong rất là xa. Thì cái này được sản xuất tại Nhật Bản nhá, các bác lưu ý cho em nhá. Đây là cái model này được sản xuất tại Nhật. Đấy, nhiều bác cứ tìm bình Nhật, không chịu mua bình của Trung Quốc. Đây, giá bán này, đấy. Ok chưa? Bình này dung tích của nó 1 lít các bác nhá, bác nhìn này, 1 lít này. À, một lít hai nhá, con này khá là lớn đây, 1 lít 2 này. Thì em nói bác cái bình này nó giữ nhiệt nó quá khủng, và nó là giữ nhiệt và giữ nóng nhá, nó có quai sách như thế này và dây đeo nhá, nó hơi móc nhẹ bên ngoài thôi, hàng chưa vệ sinh nhưng mà nó còn đẹp. Đây, bên trong nó có một cái cốc này. Đấy, đây là cái nhựa, nhựa nó còn bóng nhoáng này. Đấy, một cái cốc nhựa nha. Đấy, đây là cái nút bấm này để mình rót nước các bác nhé. Để ý này, em rót nước này, em quay ánh sáng này cho bác nhìn thì nó rõ đấy. Đấy, bác thấy không, nó rất là hay. Đấy, còn bác nhấn lại, bác nhấn lại nhá, thì bác sẽ không rút nước ra nữa. Đấy, ok chưa. Đấy, em sẽ mở ra bên trong các bác nhé. Đấy, trong cái thời gian từ 3 giờ chiều ngày hôm qua đến tận bây giờ, bác biết rồi nó được bao nhiêu tiếng rồi. Bình thường 3 giờ chiều đến như bình thường hôm nay chim là tầm khoảng 9 giờ tối, nên là khoảng 5-6 tiếng rồi. Đấy, đến 12 giờ là nó được 8 tiếng rồi. Đấy, mà đến tận bây giờ là 11 giờ trưa nhá, 11 giờ trưa của ngày hôm nay. Em đang quay này. Đây nhá, anh nhìn này, đá bên trong này. Đây đó, coi này. Đấy. Đó, mình nhìn thấy đá của nó chưa? Nhìn này. Con này còn cực kỳ là nhiều đá, còn gần như là nó còn nguyên xi đá nhá. Từ hôm qua hôm nay bác biết nó là bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi. Bởi vậy những cái bình cũ em bán em bao các bác sử dụng là như vậy nhá. Bình thường bác mua mới thì chưa chắc người ta đã bao bác mua hàng giữ nhiệt đâu, lấy với cái giá như thế nhá. Đấy. Rồi, cái bình này đầu tiên có một chiếc duy nhất thôi nhá. Tại vì là chiếc này đúng là bác ấy đặt hàng. Đấy, nhưng mà hôm qua lấy hàng thì bác bảo chắc là em lộn. Thì thôi thì bác lấy cái khác, bác lấy mấy cái bình, bác lấy mấy món của em cơ, thì chắc có thể bác nhầm hoặc là em nhầm. Thì cái đó không vấn đề gì. Bây giờ em lên bình, bác nhìn thấy bình nó không? Bình này rất là dày nhá, lỗ nó nhỏ thôi. Thì tại sao nó lại làm dày như vậy? Để nó giữ nhiệt, nó giữ nhiệt nó siêu lâu các bác nhá. Đấy. Con mình này chỉ có một con duy nhất đến thời điểm hiện tại thôi nhé, tại vì cái này em chừa lại cho khách chứ không phải là em ấy không em bán lâu rồi. Như cái bình này thì rất nhiều bác mua những bình này, cái bình này rất là nóng rất là lạnh các bác nhá. Đấy, bình này là bình dày lắm. Đấy, cái bình này của nó là 1.2 các bác nhá, giá của nó là 500.000, cái này có một chiếc duy nhất thôi. Đây là mã số 1 nhá, 500.000, có một chiếc duy nhất thôi nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo là chiếc thứ bình thứ hai. Những cái bình này em mở sẵn ra cho bác rồi, em sẽ bán một cặp một cái bình này nhé, cho nó dễ, cho nó ít quá. Cái bình này thì nước đá nó đã tan ra rồi, nhưng mà nước đá đang còn lạnh nhá, đấy, đang còn lạnh ngắt bác nhá. Thì thời hạn sử dụng của nó em đã đăng, em đã báo các bác này, cái này còn đá này, đấy, còn ít đá này. Đấy, em đã báo các bác là sử dụng cho bác tối thiểu là 8 tiếng rồi. Đấy, nên bác cứ yên tâm mà sử dụng nhá. Đây là hai cái nắp của hai bình này. Trông còn đẹp keng các bác nhá. Đấy.
Đấy. Một cái bình này là dung tích năm nửa lít, còn cái này là 350 này. Đấy. Cái này hai cái đều có nắp mở và khóa như thế này hết nhá. Đấy, đây là bình inox nhá. Đấy. Ok bác nhá, một cặp này giá là 250.000 các bác nhá. Cái này là mã số 2. Đấy. 200 mã số 2 này, 250.000 có nhé, bình inox các bác nhé, inox. Rồi tiếp theo nữa là một cái bình của Themmot này, cái này sản xuất tại Malaysia nhé, cái này dung tích là 800 ml. Đấy, các nhìn bên ngoài thì nó hơi xấu xấu một chút thôi, nhưng mà nó giữ nhiệt quá lâu rồi các bác nhé, hơn chục tiếng rồi, à đâu 20 tiếng rồi chứ, đây từ 3 giờ chiều ngày hôm qua mà đến gần 20 tiếng rồi. 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm là nó đã 8 tiếng rồi. Đấy. Tám chín tiếng xong rồi lại tới sáng là 8 tiếng nữa. Đến tận bây giờ có chỗ nó quá lâu rồi các bác nhé. Để đây, các bác nhìn thấy đá còn nguyên này. Nhìn xấu xấu nhá, đừng có chê em xấu, em bỏ ngoài này, em bỏ cả đêm ở ngoài này luôn á. Đây cái bình này 150 các bác nhá, 150.000, cái bình này dung tích 800 ml nhá, có cái nút vặn ở đây, mở ra uống nhìn nó xấu xấu vậy thôi các bác nhá, chưa vệ sinh thôi. Các bác muốn sạch các bác đánh hay đánh hết được cái đen đen này nhá, tại vì cái này là cái sơn inox của nó, phần inox của nó đây, inox trắng bóc này, đấy, đánh được hết ra nhá. Ok bác nhá, cái bình này là mã số 3, 150.000. Đấy. Vệ sinh cái này thì đơn giản nhưng mà không cần đâu các bác ạ. Không cần nó nhé, đừng có quan niệm vào. Biết sao nó phải giữ nhiệt tốt rồi còn. Đấy, tiếp theo là một cặp bình này. Đấy. Một cái thì có lắp các bác nhá. Đấy, một cái thì có lắp, một cái thì không có lắp. Đấy. Đây, đấy, đá vẫn còn này các bác nhìn thấy không? Đấy, đá của nó này. Cái bình này em chia sẻ các bác, nếu muốn vệ sinh những cái bình này nhá, chỉ về xịt này, ít chai rửa bếp rửa biếc, chính là chính bác rửa xịt vào đây một chút xíu thôi, ngâm một chút xíu, bác cho ít đá bi vào, bác nắc 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 xoay vòng tròn sáng nắng o các bác nhá. Thì cái này nó không có liên quan gì, tại vì nó là inox mà, đấy inox nên là nó không có bám được lên trên thành của nó, thì bác cứ xịt vệ sinh kia cũng không có vấn đề gì bác nhá. Đấy, xong mình rửa nước sôi nước xiếc là ok. Cái này con này còn đá nguyên si này, đá kinh khủng. Đấy. 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 Con này hôm qua hôm nay vẫn còn quá trời đá bên trong, bác nhìn này. Coi bác nhìn ánh sáng bác coi. Đấy. Đá quá trời bên trong. Rồi cái bình này thì nó chỉ có cái nắp như thế này thôi bác nhá. Đấy. Nó không có cái nắp chụp ở bên ngoài nữa. Đấy. Các thấy không? Đấy. Hai cái bình này là dung tích của nó là 500 ml hết nhá. Rồi hai cái bình này giá là 200.000 các bác nhá. Hai cái bình 200, cái này sản xuất tại Nhật Bản nha, sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Bình ra bằng này. Đấy chưa? Đó. Rồi, bình số 4. 200k. Đấy, số 4 nha. Đấy, giá thì nó chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Lưu ý chưa? Tại vì giá thanh lý rất là rẻ thôi. Rồi ok các bác nhá. Tiếp theo đây là một cái đôi bình to. Đấy, bình to này, dành cho bác nào mà giá bình dân nhá. Đấy. Rồi, cái đôi bình to này ấy, thì hai cái này nó đều không có lắp bác nhá. Đấy, đây nó có bình hở. Em nói bình hở mà từ hôm qua bỏ đá từ hôm qua đến tận hôm nay, các bác nhìn cho bác coi này. Bình hở nhá. Đấy, đối với bình hở nhá chứ không cần lắp kín nhá. Mà nó giữ nhiệt cỡ đó đấy. Đấy. Made in China. Đấy, bình này của nó dung tích là khoảng 1 lít. Này, đấy bác nhìn thấy đá còn nguyên này. Mà bình hở các bác nhá, hở nó nghĩ là sao, nó như thế này này. Đấy, cái này vẫn vặn vào bình thường nhá. Đấy, mà nó không có cái này thôi, đây nó bị gãy ra hết rồi, cái đó không sử dụng được nhá, tại vì nó gãy rồi, nó không có dính được vào nữa. Còn bác lấy thì em sẽ để vào cho bác, không thôi vứt bỏ. Đấy, bình hở đấy nhá, bác để đựng đá ok. Đấy, đựng đá ok nhá. Còn một cái bình này bác để mang theo chứa nước. Đấy, bình này là to hơn bình này. Đấy, bình này chắc cỡ một lít lít mấy này. Đấy, của China thôi nhưng mà nó giữ đá ok bác nhá, bên trong còn xoáng choang.
nước cũng lạnh ngắt các bác nhá. Đây, đá đấy đó. Mà từ hôm qua bác biết bao nhiêu tiếng rồi? 8 tiếng thì bình thường mình chỉ làm việc 8 tiếng, 12 tiếng chứ bao nhiêu không bác. Đấy, một ngày làm việc đấy là quá rồi. Sức đâu mà làm chảy cối cả mấy chục tiếng. Đấy, đấy em nói cơ bản như thế. Đây, để dành cho bác nào thích sử dụng nhiều. Thì hai cái bình này cộng lại khoảng cỡ khoảng 2 lít rồi nhá. Đấy, 2 lít nhưng mà hai cái bình này em cũng lấy bác là 250 thôi các bác nhá. Giá rất là tốt. Đấy. 250.000 thôi. Tại vì nó không có cái nắp cả hai bên nhá. Rồi, hai cái bình này là mã số 5 nhá. Mã số 5. Đấy, 250.000. Đó, 250.000 các bác nhá. Đấy. Rồi, thì tiếp theo một cái bình nữa. Bình này là của China. Đấy. China xuất Nhật nhá. Đấy. Cộng thêm một cái bình Tiger. Đấy. Tiger của Nhật nhá. Đấy, Tiger của Nhật. Đây, mấy đinh xe băng này. Đấy, cái này là 600. Đấy, các bác nhìn đá này, còn nguyên. Đấy, mất thấy chưa? Cái bình này cũng vậy. Đấy. China. Cái này là 500 ml. Đấy, thì hai cái bình này, một cái bình là có lắp. Một cái bình này là không có nắp. Nhưng mà con này rót nước nó có cái hay rót nước này. Đấy, bác mở ra như này. Đấy. Xoay 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 ra nữa. Rồi các bác nhá, phải xoay ra một chút xíu. Để có kẽ hở mình mới xả nước ra được. À, đã hết nước rồi xin lỗi các bác. Đấy, vừa bữa nay em đổ hết nước ra thôi, đâu còn nước nữa đâu. Rồi, một hai cái bình này thôi nhá. Đây mình mã số 6. Mã số 6. Đấy. Rồi, hai cái bình này là dung tích của nó là hơn 1 lít các bác nhá. Đấy, thì giá nó là 200k. Đấy. Rồi, một đôi bình này nữa, đôi bình này của Nhật nhá. Đôi bình này của Nhật nó có đầy đủ các bác nhá, nó có đầy đủ. Đấy. Đấy, đầy đủ nhá, đá còn nguyên này. Đấy. Bình này thì là China của Tiger. Còn cái bình này là của Nhật này. Đấy. Bánh kinh da băng này. Đấy, con này là 400. Đấy, hai cái bình này là 1 lít, gần 1 lít này, 900, có đầy đủ lắp hết các bác nhá. Đấy, đầy đủ lắp hết các bác nhá. Đấy, hai cái bình này nó còn khá là đẹp nhá. Hai bình này còn khá là đẹp. Ok các bác nhá. Rồi hai cái bình này đẹp này. Rồi, hai cái bình này là giá nó là 300.000. Rồi 280.000 rồi các bác. Số 7. Đấy. Số 7. Đây, cái bình này đẹp này. Nó nhìn bên ngoài nó vậy thôi. Đấy. Anh nhìn này, mini China nhá. Đá nó còn nguyên từ hôm qua hôm nay nhá. Em nói bác China mà nó đừng có chê China các bác nhá. Em nói bác đừng có chê China. Đấy. Đá còn nguyên. Đấy. Đây, màu hồng bác nhá. Rồi cái bình này chỉ có một cái duy nhất nhá. Mã số 8. Mã số 8. Bình này 180k. Đấy. Ok, đây là một cái đài nhá, Iowa. Đấy, bắt sóng tốt. Đấy, chỉ có bắt tần số thôi nhá. Tần số của nó 76 đến 88, lên thêm 3 kênh nữa thì nó lên đến 108 hết các bác nhá. Đấy. Nhưng bà nó chỉ chức năng FM thôi các bác nhá. Đấy. Chúng ta cùng điểm nhanh. Các chuyên gia về tâm thần khuyến cáo. Đây các bạn, bắt sóng rất nét nha các bạn nhá. Mong muốn rằng tất cả chúng ta cùng đồng bình lòng với nhau, chúng ta cùng chung tay chung về những cái đẹp đời thường, không kiểm soát được dịch bệnh này.
Đây là sản xuất tại Nhật Bản quá nhá. Đấy, nó có cả băng cassette nhưng mà em không có tính cái đó, không có tính mấy cái băng biết này nhá. Đấy, tại vì em không có bao nó sống. Đấy, thì về mà nó sống thì các bác hoạt động được. Đấy, sản xuất tại Nhật Bản các bác nhá. Bản 23W này. 23W. Bên cạnh đó thì nếu như mình chúng ta có thông tin mới về cái máy này là 550 các bác nhá, 550 ngàn. Bắt sóng ok. Huyện có ý kiến như sao? Đây này. Con này cũng khá cao cấp, đúng ra nó có cả giảm mốt luôn nhá. Như về không bao giờ có được đâu bác ạ. Ok bác nhá, cái này 550 ngàn. Không có bẻ vỡ gì các bác nhá. Đấy, chiếc sáng IO radio các thứ thôi. Ok các bác.